nhận ai lên đất ni hà bảo hà đêm nồi phong nguyệt ý anh là biên cảnh thân tiên sáng lưu hàm một tiên cảnh thân tiên trên bảo hà ôm tiên cảnh thân tiên bảo hà được từ sơn lâm về đông cua nghỉ nga cách chờ quan hà cách chờ quan hà họ nguyệt nhất tâm bạc khe nghỉ nga quan là xa hay là gần sáng ngô liêu phan ô xa là xa là gần giang tay nghỉ mờ khoai ác đạo độc đao dễ mây cho tỏi lối vào sơn bảo hà sơn sáng ngô liêu phàn ngô sơn bảo hà sơn lối vào sơn bảo hà sơn lối vào mấy rời bóng núi xanh dần chẳng treo khóm trúc nghỉ nga cái gió cờ để cánh nghề lan sáng ngô liêu phan ở lan cành lan gió vô cách lên gió vương đình non xanh khen ai khéo đúc nghi mấy nên bầu phàm trần xưa nay hồ dễ nghi có ai hầu lên đường là tên sáng ngô liêu hoàn ngô lên được tìm lên dễ hầu nhìn khói bay mơ mang là thế nghe tiếng kêu tinh kế trần gian ni ai biết đâu màng thì hào hoa lịch sử quan hoàng trên sơn lâm mặc khách cũng có khi chờ khách hàng thú vui nhất nghi thú ấm trà nhất danh quan hoàng bảy bảo hà cao xa
là ngày tán niên khánh hạ, chén trà thơm các ghế dâng ông bày một đôi ba tuần. Hoàng bấy là tài tử văn nhân cho bò lúc phù trần non nước. Phù quốc thái về quốc công thần ngài hộ chữa an dân. Tiếng thơm mi ông bày truyền kim cổ anh hùng hiền hách giữa thế gian đi. Tâm hương nghiêng bái đào cầu tất ứng như ý sở cầu hiền tương mê quang. À, thổ mãn hội đồng lệnh sai thổ mãn hội đồng 12 các cô thủ mãn rước hoàng về cung bảo hà tấu đối việc quan thành ra